Suzuki Jimny vừa được xác nhận sẽ chính thức giới thiệu tại Việt Nam vào đầu tháng 4 tới đây. Trước đó, mẫu xe này đã được nhập khẩu chính hãng về nước vào năm 2023, nhưng mãi đến thời điểm này vẫn chưa được chính thức giới thiệu tới khách hàng. Jimny vẫn chưa được Suzuki Việt Nam công bố giá bán chính thức. Tuy nhiên, theo bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô mới nhất của Bộ Tài chính, Suzuki Jimny chính hãng có giá tính thuế trước bạ 789 triệu. Trùng hợp, giới tư vấn bán hàng cũng cho biết, nhận đặt cọc với giá 789 triệu phiên bản một tông màu và 799 triệu phiên bản hai tông màu. Mặc dù vậy, một số lượng không nhỏ xe Jimny đã được trưng bày tại đại lý, cũng như bàn giao tới người tiêu dùng tại các tỉnh thành. Thậm chí, đã có những đại lý bán xe độ sẵn với gói độ biến Jimny thành tiểu G63 một đại lý phía nam chào giá chiếc xe độ sẵn là 999 triệu. Suzuki Jimny bán trong nước được nhập khẩu từ Nhật Bản. Xe thuộc phiên bản 3 cửa, 4 chỗ ngồi. Kích thước dài rộng cao lần lượt là 3.645mm, 1.645mm, 1.720mm, chiều dài cơ sở 2.250mm. Trọng lượng xe là 1.105kg. Qua những thông số trên, có thể thấy mẫu xe này thuộc phân khúc xe hạng A gầm cao nhưng chưa có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam do yếu tố giá bán, cũng như kiểu dáng và trang bị. Ngoại thất xe có đèn pha LED projector và tính năng rửa đèn pha. Lốp xe kích thước 195 trên 80 giờ 15 đi cùng mâm 15 in. Phiên bản một tông màu có những lựa chọn bao gồm trắng, bạc, đen, xám, trắng ngọc trai và xanh rêu. Phiên bản hai tông màu có tùy chọn xanh đen, vàng đen và trắng ngà đen. Suzuki Jimny có kiểu dáng thường được so sánh với SUV địa hình cỡ lớn như Mercedes-Benz G-Class. Bên trong cabin của Suzuki Jimny có các trang bị tiện nghi, như màn hình giải trí 7 in giống như Swift, tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, định vị vệ tinh, kết nối Bluetooth, ghế trước chỉnh tay 6 hướng, còn ghế phụ chỉnh tay 4 hướng, điều hòa tự động một vùng, nội thất bọc nỉ và ga tự động Cruiser Control. Xe sử dụng động cơ giống XL7, dung tích 1.5 lít, 4 xi lanh, cho công suất 103 mã lực và mô men xoắn 138 Nm đi cùng hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4x4 có chế độ cầu chậm. Hệ thống treo dạng cầu cứng 3 liên kết với lò xo cuộn. Khung gầm rời tương tự các mẫu SUV truyền thống. Công nghệ an toàn gồm có chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, hỗ trợ xuống dốc và hệ thống 6 túi khí.